anh em. Hy vọng gặp con Chu Chí Nhược kia đấm cho nó nát não nữa. Nó náo quá anh em. Dám chửi mình kìa anh em. Này nó náo quá. Ai à, ai à, ai à. Mẹ nó náo quá. Dám chửi mình nữa anh em à. Nó quá náo. Má ơi, đừng mộng xoáy ác quá. Có đường mông cuối cùng đây, đường mông cuối cùng. Bóp máu. Ôi con ngâm mi nó bóp máu mình không dính luôn. Phải nồi. Tại vì chúng ta không có thể đánh xa nên là chúng ta phải chơi cái chiêu mà mình chạy lên tí anh em. Thấy cái bàn cùi của mình nữa. Anh em có thể nhìn thấy là mình chơi bằng tay chứ không phải chơi bằng chân. Nói chứ mình chơi bằng tay chứ phải chơi auto anh em. Nên là đánh cũng hơi cực khổ một tí. Bên kia nó quýnh ghê quá. Sợ được mồm lắm, sợ được mồm lắm. Sốc ghê lắm. U2K tình tống kinh nha. Em bắp bơi à. Kilao em bắp bơi à. Tại thì chúng ta vẫn đang hạng 4. Thu một anh bên mình. Có một anh bên mình đang hạng 3. Bên kia nó dữ ghê quá. Mình lên hạng 3 rồi. Ok mình lên hạng 3 là đẹp. Lên hàng 3 thì khả năng mình được top 1 luôn. Rớt xuống rồi. Rớt hàng 5 luôn. Ghê quá. Oh my god. Phải nồi. Không đồ môn à. Đồ môn lên à. Không không. Chưa. Bình tục dài. Có một ông rồi. Tấm kim liên server thì rất là đông, đánh rất là sướng nha. Hiện tại thì chúng ta đánh hơi cùi tí anh em. Nó đánh vô con quái chị vậy. Ừ, đánh vô cái trụ nè. Đúng rồi. Đúng rồi. Chúng ta không ăn được luôn, rất là buồn. Ờ này nằm đọc mấy cục ghê quá. Quýnh ghê quá. Ô bị choáng cái kiểu con đà điểu luôn anh em ơi. Ôi kinh quá. No các bạn ơi, cho tôi sống với. Có chịu quá. Hay bị lag này. Bị lag này. Hên quá, chúng ta có được cái dòng của con hoa sơn kiếm. Chúng ta né xịt ra. Ui, bên kia kìa, má ơi.
Wow, nó xuất hiện bất ngờ quá, mình không kịp làm gì luôn á. 2002, ông này 3000 luôn mày, bình tóc dài. Bị dữ rồi. Má ơi, mình chưa kịp làm gì mình đã bị tuôn rồi, anh em thấy ghê không? Bị giật rồi má ơi. Hình như có một cái gì đó gọi là lắc rồi. Chưa gì hết là mình bị đấm như cái máy rồi. Bị lắc rồi các bạn ơi, lắc rồi, lắc rồi. Nami, đúng rồi, bên mình có thiếu lâm là đẹp nè. Chơi chiêu dân hiệu quý nó mới ghê chứ. Nhỏ cho tôi quá. Tôi đã hết thành công, tôi chạy. Ông kia 3k3 luôn rồi. Kinh quá. Kinh quá anh em. Ngammy đâu vậy? Ngammy ơi, hay quá Ngammy. Trời ơi, không được rồi. Chơi cùng lùng kiếm không có auto. Đúng, không có auto chơi phái nào cũng khó ăn hết anh em. Phái nào cũng khó ăn. Phái nào cũng rất khó ăn. Tại vì mình mới ra, mình chưa kịp làm cái quần đùi gì hết trơn, mình đã ăn tôn rồi. Khổ lắm. Quá khổ luôn. Hết máu rồi, rút độc chết. Bốn cả sáu rồi. Cả ba à, mấy hôm kia sao cả mấy luôn
kiểu đánh khiếp quá nha. Đạn này khỏe quá. Chúng tăng nhiên ta tốt hơn. Ủa mấy ông kia 7.200 luôn. Kinh vậy. Kylian Mbappé. Ôi má ơi. Em chưa làm gì cả và em sắp chết rồi. Chị em ăn cái đi. Không ăn được Kylian luôn. Giết anh Kylian cái đi. Cho giết anh Kylian cái đi anh em. Trời, má nó giật kinh như vậy ta. À, đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.